Ok rồi các bạn. Các bạn vừa xem cái clip mà vừa rồi ấy, thì đấy chính là cái bộ con loa mini S815 S2020 2025 của một bạn ở đây gửi về cho cửa hàng để sửa chữa. Đấy, thì ta sẽ hôm nay ta sẽ bung ra để tìm cách sửa con này nhé. Nó hơi ngược tí. Các bạn mà có cái sản phẩm này mà lỗi thì có thể gửi về để cho bên cửa hàng sẽ tiến hành khắc phục cho các bạn nhé. Cái này là của một anh ấy nhờ cửa hàng sửa hộ. Ông này là ông ấy chọc phá cái gì bị nó tụt mất chân sạc vào, gần nhà chế pin. Bọc. Lần sau các bạn bọc chú ý cho mình là bọc có xốp nhá. Thì cái vỏ hộp của các bạn nó sẽ rất là đẹp. Cố gắng kiếm xốp bọc, còn nếu không thì khi bóc ra nhà thì hộp rất là xấu, vỡ hết hộp của các bạn đấy. Thì cái này chẳng hạn, bóc ra về hộp nát hết rồi. Để ta sẽ bóc ra nhé. Để trong này, ông ấy dán kỹ lắm. Đây, OCK trong. Con loa S2025 thì là mẫu mới của dòng loa Bose loại to, Bose mini, nhưng con này Bose to. Bốt to với bốt con thì thật ra là chơi bốt con hợp lý hơn, bởi vì nó sẽ nhỏ gọn hơn cho các bạn khi mang đi. Con này cầm rất là nặng. To và nặng. Thôi, vậy ta sẽ hành tháo nhé. Các bạn sẽ dùng bộ tô vít này. ST606H để tháo con này ra. Đây, cầm rất nặng chắc tay. Còn cái linh kiện bạn mua đâu, các bạn sẽ lên trang web sao8.com để tìm mua cái linh kiện này. Đây, bộ tô vít 006. Ta sẽ cậy cái vỏ này ra trước nha. Con này vỏ nó rất là dễ bung. Các bạn sẽ bung cái mặt ra này. Cái này là hướng dẫn cho các bạn để về các bạn tự làm lấy được luôn, không cần phải gửi đi. Con này nó bị hỏng mất chân sạc. Con này thì rất hay bị hỏng chân sạc luôn, không phải một mình ông này, nhiều ông bị rồi. Đấy nha, các bạn sẽ lạy ra cho mình mặt như thế này. Đây là ruồi bên trong. Ông này không biết ông dùng gì mà sao nó bẩn được khiếp. Đây khả năng hình như ông này ông nằm vải hay sao ấy. Đồ vải nó mới hay có cái này. Bật. Đây các bạn sẽ vặn ốc, tháo hết ốc vào cho mình nhé. Ốc này vặn nó hơi lâu một chút đấy. Mình nhiều ốc lắm. Để ốc trên này. Nên các bạn này, ốc này nó bị trần này. Các bạn vặn ốc là cái đồ vặn nhá. Các cái tô vít mà không đúng của nó ấy, cái gen của nó sẽ phá gen đấy. Các bạn vặn xong nó nát hết gen là không tháo được đâu. Nên phải chú ý khi vặn cái này. Dùng hẳn tô vít ngon, hoặc là chơi như con 606 này. Nó sẽ chạy ổn định gen cho các bạn luôn, tránh bị lỗi. Như con này là bắt đầu phải phá gen rồi. Ở dưới chân, dưới cùng này. Bụi vãi, không biết nó nhét cái gì mà bụi thế. Đây chắc là thử vặn ra nó đếch vặn được, bởi vì đếch có tô vít. Đây nha. Tròn vo đầu gen luôn. Một tới hai con này có bệnh hơi lạ các bạn này, bật lên phát nó kêu luôn này. Đù mẹ, con này sao nó díu kinh ấy nhỉ? Méo, này bệnh lạ thế nhỉ? Chưa gặp con nào rú như con này luôn. Ông này như hỏng nặng rồi. Chân đù mẹ, chân AOX cũng rơi đâu mất rồi này. À, chân DC in phá vãi. Cha này dùng cũng phá. Sát thủ. OCK các bạn nha, đây, ruột bóc con này. Đủ mẹ, đây các bạn sẽ làm được cách này bóc ruột là được. Hai loa ở đây. Còn cái chân trên này sao nó không bóc vào nhỉ? Dính chặt thế nhỉ? Bình thường bóc này nó phải rút được cái chân này ra cơ. Chân này nó không bắt chặt vào. Đây, chờ tí, rút cả chân này ra nhé. Đây, cụm này. gãy cái chân này luôn. Con này cũng phá phết châu bò, tám chân sạc luôn. Một thứ hai là phải nói luôn các bạn là cái con này rất hay bị hỏng cái chân này. Đấy không phải sửa lần đầu tiên mà trước có cái ông ở bên Long Biên rất hay sang nhà mình sửa cái con này. Sửa lần thứ ba ông chán quá ông bỏ. Chuyên trị bị gãy chân này. Chân này người ta sẽ mang máy khò vào thôi, khò bắt chân lại cho nó. Ôi mà con này lạ nhỉ, con này thiếu mất linh kiện này. Nó còn một cái con đấy nữa cơ mà. Ở trong cái mạch này khi nó thiết kế các bạn chú ý cho mình nhé. Mạch này khi thiết kế thường ở trong này nó sẽ có một con đây này, để báo là cái cổng AUX đã chuyển chưa. Nếu như không có thì con này sẽ phải tự bấm bằng tay để chuyển sang AUX, nhưng mà thế thì hơi khó nhỉ. Bình thường cắm vào cái nó sẽ báo chuyển AUX luôn. Con này mạch bốt nhưng mà lạ ghê. Hai con IC công suất âm thanh thì nó xóa số đi, nên nếu như mà có bị hỏng hai con này thì cũng bó tay luôn. Đấy, loa rất là to. Rồi người ta sẽ hàn hai con này lại, hàn chân này ạ. Con này ở trong là nó đã hỏng con đấy cho các bạn nha. Hỏng hai con IC âm thanh rồi này, tiếng bị rít này. Nó hỏng cả hai con IC âm thanh này mà ông thì cũng hơi khoai đấy. Đếch có con nào thay cho ông này. Đấy, nó rít rất là ghê luôn. Để kiếm đâu ra con IC âm thanh thay cho ông này nhỉ. Thế khoai. Ông này định chế pin cái đồ này thôi chắc cho đi sổ rác rồi. Ô, rất khoai luôn các bạn ạ. Bởi vì các cái con này thường các bạn hỏng sẽ không có đồ thay nhỉ, chú ý cho mình. Cực kỳ hiếm khi có đồ thay luôn, nên cố gắng đừng để cho nó hỏng. Nó không hỏng của rách việc lắm. Các cái linh kiện mà nó bé quá các bạn không nhìn được thì các bạn có thể dùng cái kính núp để soi nhé. Mình hay dùng cái kính núp này cho nó dễ nhìn các bạn. Rõ luôn mạch ở trong này. Đấy, rất to luôn, nhìn phát biết luôn, soi dễ nhiều mà lại không sợ nhầm. Kể cả các bạn sửa cũng có thể dùng cách này luôn được. Rồi đủ ok, 5 chân đã ok. Các bạn chú ý đây là mạch sau khi mình đã hàn xong nhé, rất là đẹp. Chỉ có một vấn đề là không chạy. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì rất là lung linh luôn. Đấy, các bạn sẽ xem sạch sẽ đẹp đẽ như hồi mới mua. Đấy, chỉ có một vấn đề là bây giờ đếch chạy. Nó đếch chạy tại sao? Cái hai con IC âm thanh này đang bị sự cố rồi. Hai IC âm thanh này, hai IC tiếng. Hai con này bị thì hồi bó tay .com luôn rồi. Đếch có con thay, một thế hai nó xóa số. Thay chỉ có tháo thì mấy con đổ cổ gây ra thì có con ba chân này. Không biết lắp được không đây, mình có một cái mạch hỏng này. Khả năng là chân lắp hơi khác. Ok, nhấc ra được luôn các bạn nhé, rất là nhanh luôn. Các bạn nhấc nhanh và nếu không có nóng thì nó cũng không thể nào mà kịp thoát ra được, thì cái này nó nóng nhanh lắm. Các bạn nhấc ra và ghép vào đây luôn cho mình, ghép nhanh nhé, bởi vì con này nó rất là nóng. không là nó sẽ bị co giãn mạch ngay, đứt mạch. Trước bị hàn bị nhiều rồi, mới tập khò bị dính rất là nhiều cái bệnh này, khò bóng hết rồi. Thường các bạn sẽ tách khối công suất ra thử luôn được, mà làm cái này cũng được. Con này là hiện tượng đang chưa tìm ra, đang bị dính cái quái gì đây. Báo kịch rồi các bạn ạ, âm thanh báo kịch rồi. Sửa chân sạc của chân 3,5 cũng như xong. Sao con loa này kêu rửa rác kém nhỉ? Con này là hết pin các bạn nha. Pin hết. Pin không đủ nuôi. 1 tới 2. Sao con này tiếng rít nhiều nhỉ? Loa mình cái hơi lạ lạ, bốt mình cầm không con nào rít như con này. Lạ thật đấy. Con này sao thiết kế lại rít ghê ấy nhỉ? Đấy, sẽ bóc vào xem này. Lắp vào trong chặt rồi, ok rồi, nhưng lại bị tiếng rít. Tiếng rít này rất là lạ. Cái với sơn Long Biên. Music. Con này nuôi là hết pin. Lại như mấy ông kia rồi. Con này nguyên nhân của nó là bị hết pin các bạn ạ, nên là nó chạy khè khè khè. Đây xong rồi, chân sạc và cả cổng AUX này. Các bạn đóng vào đây, thế này, xong. Xong ra bây giờ ta sẽ đến phần độ thêm pin rồi đó. Đúng theo nhu cầu của đồng chí này luôn. Đây, pin này các bạn độ nhé. Pin đã được lọc và kiểm tra rất là kỹ. Còn pin các bạn mua đâu? Bởi vì có nhiều bạn cũng hay hỏi. Thì đây mình sẽ nói luôn về cái pin mua đâu. Pin các bạn sẽ lên trang web này nhé, sao8.com để tìm mua pin. Đấy, đặt mua pin, liên hệ admin. Đấy, pin thì có rất là nhiều luôn, thoải mái. Đây, có những cục này là cục chất lượng hơn này, những cục này chất lượng kém, sau vứt đi dần rồi, bỏ. Chọn toàn pin ngon luôn chứ không lắp những pin làm khẩm nữa. Nó sẽ có máy đo cho các bạn đấy, dung lượng trên bao nhiêu đạt, còn dưới bao nhiêu là vứt đi ấy. Và pin thì giá rất là mềm rồi nên các bạn không phải tiếc tiền pin đâu. cũng là không được bỏ. Đây mình sẽ lắp cho con này 2 pin nữa theo đúng nhu cầu của đồng chí này. Ok nha, con này bây giờ ta sẽ tiến hành bây giờ lắp pin cho nó. Pin thì phải chú ý bởi vì con này là nó chạy theo kiểu màng rung ở phía dưới này này. Nên mà pin lắp không cẩn thận là sẽ bị giảm âm. Đây, pin sẽ lắp chèn vào đây như thế này. Đấy, cố gắng lắp để không cho nó chạm vào màng. Các bạn chú ý nhé. Các bạn sẽ làm này, cắn được 2 con vào đây, 2 pin, gắn 3 này hay hơn là gắn 4 không gắn đâu. Ok, đã xong một bên nhé. Bên này ta lại đấu tiếp như thế, cũng lại đấu như vậy. Các bạn chú ý là pin này bây giờ nó có cái hàng cũ nhiều nên các bạn phải tìm cơ sở nào bán pin chất lượng tốt một chút đây, hoặc các bạn có thể lên trang web này tìm mua loại pin chất lượng phù hợp với mình. Đấy, các bạn chú ý nhé, nếu không là pin kém nhiều lắm. Pin cũ này ngay như các bạn mua pin mới thì pin xịn nó cũng không có nhiều, và pin xịn thì giá cao lắm. Chế cháo thì ít khi ông nào mua pin mới lắm. Đấy. Đổ thêm đồ này nữa vào. Đã xong. Ok, là được thành 3 pin. Dung lượng nó sẽ... con này pin đã được kiểm định và chạy thử các bạn nhé, nên chất lượng khá là ok, tuyệt vời luôn đấy. Đây, đã xong phần pin nha, chế thành 3 pin rồi, loa kêu ok, màng cũng rung cũng đã ok, coi như nó hoàn thiện rồi đấy. Là sẽ lắp vào trong nhé, lắp lại thành hộp như cũ, ép cẩn thận các bạn nhé. Kéo nhẹ ra cẩn thận cho mình, ôm chặt vào như thế này, đóng chặt khít vào nhé. Đấy, xong. To Bluetooth. Ok, đã xong. Music. Ok nhá, vậy là quá trình chế con này này, sửa lại chân rắc của nó này, lần thứ nhất này, cả AUX này, sau đó là độ thêm pin như xong. Bây giờ cái loa này thì khủng khiếp rồi, rất là nặng, một là nặng, hai là thời lượng nghe rất là trâu. Con này bây giờ chạy liên tục các bạn phải chạy khoảng 8 đến 10 tiếng. Chạy cứ mắc volume rồi, chiến đấu, mang ra cửa hàng hoặc là như trước mình làm cho mấy ông trong chợ Ninh Hiệp ấy. Các ông ấy chuyên mang ra cửa hàng không có điện. Chỉ có một phích cắm rồi, chơi con này là đẹp nhất rồi. Ông ấy bảo dã cả buổi, bật điếc tai quá còn không cả bật nổi rồi. Ok, xong, rồi cảm ơn theo clip mình nha. Chúc bạn thành công. Đây còn bạn Hoàng Anh Võ thì chắc bạn thấy cái clip quay rồi. Ok. Enter to Bluetooth. Music. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.